Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục trong chương trình giới thiệu các sản phẩm vang số hàng bãi ngày hôm nay. Thì hiện tại này em còn là hai chiếc vang số. Cái này tuy nhiên là đã bán cho bác khách nào một chiếc rồi. Đấy. Thì sau đó là bác khách bảo là chú có loại vang nào mà cũng như này nhưng mà đời cao hơn, cũng có giải mã cấp quan, chú đổi cho anh. Thì như hôm trước em giới thiệu là có về 3 chiếc. Thì lại đổi cho các bác, đổi cho bác khách này, khách người quen nhá, thì lấy lại con này cùng giá, bằng giá. Đấy. Và hôm nay thì lại tiếp tục lên sóng giới thiệu lại với toàn thể các bác. Con này thì tuy nhiên có giảm giá một chút xíu. Như hôm trước em có giới thiệu cái con này giá nó vào 1,8 triệu, thì bây giờ còn có 1,6 triệu rồi nhá. Con này thì em vừa mở ra đây, thì con này là chạy chip Analog Drive 21488. Nhưng mà bị tẩy tên. Thì chip của nó là đây, nó là con này. Anh em về chơi xỏ tẩy tên. Con này ăn phần mềm của các dòng như là Mago đời đầu ấy. Mago này, mấy dòng X này thì nó đều dùng được con này. Đấy, đều dùng được. Như con này thì lại ăn cái phần mềm của dòng NAC K6. Đấy. Thì con này em đã bán và báo giá cho các bác là 2,8 triệu bao ship. Đấy, cũng là chip Analog Drive 21488. Nhưng mà ăn phần mềm của dòng NAC. Thì các cái đời sau, đời kế tiếp như là 21489 thì nó lại sử dụng cái phần mềm của các dòng như là X. Đấy, thì nó sẽ nhận và nó sẽ ăn. Thì các bác xem đây, hai cái dòng vang số này. Con này là vang số có phần mềm, con này cũng là vang số có phần mềm. Đó, thì đây các bác xem đây, phần nguồn của nó nguồn sung nhá. Không phải là nguồn biến thế đâu, con này nguồn sung. Đấy, đời vị này là nó vị kiểu này, chip nó nằm dưới đáy, chứ không phải là nằm trên nóc. Nhiều các bác này không biết câu hỏi chip nó nằm đâu. Đấy, chip con này nó nằm dưới đáy. Còn những cái phần mềm của con này thì em chưa tháo, thì tiện đây em cũng tháo luôn cho các bác xem nhá. Vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên keo của nhà máy, vẫn zin hết từ đầu đến đuôi. Về chỉ việc giới thiệu và bán cho các bác thôi. Đấy, vẫn còn nguyên keo luôn. Thì em cũng tiện đây tháo ra luôn cho nó khách quan, để các bác nào biết là em bán hàng nó thật như thế nào. Đó, con này đời cao hơn rất nhiều nhá. Đời cao hơn cái con bên cạnh kia rất nhiều. Và nó là có dernier nó đóng cửa loa này. Con này thì nó không có dernier đóng cửa loa. Đó là sẽ sử dụng IC4558 để xuất tín hiệu ra. Con này thì giá rẻ, để chơi hay để bán đều được. Đó. Còn con này thì đây, các bác xem này, chip Analog Drive 21488. Nè có 1, nè 2, nè 3 nè. Xử lý cho 6 đường tiếng của 6 cửa ra. Đó. Em sẽ nhấc cái vị này lên. Vị này là cắm hơi chắc chắn một tí. Đấy. Cắm hơi chắc chắn một tí. Đó. Rất là xịn nha. Rất là xịn. Chứ không phải chuyện đùa đâu. Lát nữa em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái sản phẩm vang số này. Đấy. Đây là mặt sau này. Đó. Linh kiện đây của từng này. Đó. Và các bác xem chân cắm của nó rất là xịn luôn. Rất nhiều chân cắm luôn. Nó coi như là nó hơn con này rất nhiều. Con này là có 1, 2, 3, 3 cái cắm. Con này của nó thì 1 này, cụm này, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái cắm. Nhiều chân hơn. Thì con này xử lý nó sẽ cao cấp hơn nhé. Bởi vì con này là có luôn cả cái cổng cáp quang và cổng cáp đồng trục câu siêu A. Đó. Đó đây. Rất là xịn luôn. Còn con này thì nó chỉ có con này là đường cáp quang, nhưng mà con cáp quang này ăn chung với đường DVD. Đó, ăn chung với đường của DVD. Đấy. Cỡ vào đây. Cỡ ra nó có 1 2 3 4 5, 5 cỡ ra. Còn cái này thì 6 cỡ ra. Để có thêm cỡ rec out nữa, các bác cắm vào máy thu âm hoặc là các bác cắm vào mic để livestream phát trực tiếp trên YouTube hoặc là Facebook. Đó. Chức năng phần mềm của nó thì cũng tương tự nhau. Đấy, nó có cái là con này đời sau nó nâng cấp cao hơn, cấp hơn con này đời trước, đời đầu. Đấy, kiểu kiểu ấy. Thì các bác xem đây, đây là cái bo xử lý tiếng mic này nè. Mic đây. Cái này thì không có cửa mic A, mic B. Mic nó sẽ ra chung luôn. Đường cấp nguồn này, đường tín hiệu ra này. Với bay căn hú mà chỉnh cửa mic đây, nó có từng này. Ở đây cửa mic đằng sau. Rất đơn giản. Thì trên đây em thấy có ghi một số thông tin như là 4 channel power made in PC. Sản xuất năm 2013, tháng 3 2013. Trên vị đây thì không biết là có ghi thêm gì nữa không. Em thấy thế này thôi. Thì về Việt Nam là chưa sửa chữa. Đây con này không biết là có ông nào ông chọc máy vào đây. Đấy, không biết là ông nào chọc máy vào. Cái này chắc nó bị chết con 4.8 và con 5.532. Ông nào sẽ mang đi xử lý lại để
khôi phục cho nó về zin. Chắc con này nó xử lý tiếng cáp quang này, phần cáp quang nó sẽ xử lý phần tiếng của cáp quang, khuếch đại tín hiệu này đó. Máy con này 2013, và như con này là em xem đây là 2014, tháng 7 2014, DK 5500 này, à DK 550 đấy, DK DP 550, chip xử lý nó có như thế này thôi đó. Các bác xem ví đây, đây 6 channel mat in đấy, mạch này thì tháng 10 2014 này, còn trên đây vị này thì lại tháng 7 2014, chứng tỏ con vang này đời là đời tầm 2015 đó, khoảng tầm 2015 đó. Thì không có nghĩa lý nào mà kiểu là sản xuất năm 2013 mà bán năm 2012 cả, thì nó phải chắc chắn là sản xuất năm 2013 và đã bán ở năm 2014, ví dụ thế. Đây các bác xem luôn đây, 2013 tháng 3 này, đây là cũng là tháng 5, vị này còn sản xuất sau cái bên chính nhá. Đấy thì cũng chia sẻ luôn với toàn thể các bác, chức năng hoạt động bình thường, tất cả chức năng hoạt động bình thường, tiếng mic nên khá là hay chi tiết. Thì em cũng nói luôn rồi, con này thì bán hơi cao tí là 2.800.000 bao ship nha. Con này thì em bán là 1.600.000 bao ship, giảm giá cho các bác rồi, còn 1.600.000 bao ship. Tặng cho các bác là dây cắm Canon. Con này dây nguồn liền rồi nhá, sẽ cắm cho các bác là, tặng cho các bác là hai cái dây cắm Canon và một sợi cáp quang để các bác kết nối với TV. Đấy. Thì cái này em cũng chưa thử cáp quang. Tí nữa sẽ cắm vào TV thử xem như nào. Đấy. Con này chắc là có khi nó dẫn ở đây này, con này thì em không biết nó như nào. Con này chắc có khi nó xử lý đường cáp quang rồi. Đấy. Chắc nó kiểu gì đó là họ câu đấu kiểu này. Ok, này em sẽ xử lý. Ok nhá. Đây. Pin the audio 2062 cộng. À 2026 cộng. Con này là hội lái xe A-DFB800. Đó. Mã của nó luôn đấy rồi. Ok nhá. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp. Hàng này em sẽ cam kết cho các bác là nguyên zin. Tuy nhiên con này thì nó bị mất đoạn IC này, thì em sẽ khôi phục lại chức năng cho nó để nó có thể chạy được ổn định cho các bác, bán cho các bác, chứ không bán cho các bác mang tiếng ạ. Các bác về cáp quang cắm phát ăn ngay, còn cắm là ôi em ơi cắm sao không được thì mang tiếng lắm. Ngày trước em bán mấy cái hàng rẻ xong là thôi nghỉ bán một thời gian, cái nghỉ phát là anh em thợ quay ra chửi ngay. Đấy, thế mới dở. Nên là bán những cái hàng nó chất lượng cho anh em thì không sao, nhưng còn chả may mà nó nạc cái hàng nó gọi là ối hàng nước ơi vào một cái là các bác là cầm đá ném không thương tiếc ngay. Cuộc đời nó thế các bác ạ. Thì cũng chia sẻ luôn với toàn thể các bác nhé, các bác nào mà có ý định gióng phân tần hoặc chỉnh sửa lại phân tần thì thao hồ mà gọi nhá. Em vừa nhập đống linh kiện này, tụ về mỗi loại 12 con, tổng trị giá tụ về gần 5 triệu. Chưa kể các cái con khác như là tụ chở rồi. Đấy, đang có dự án rất nhiều dự án này, linh kiện phân tán rất là nhiều. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhé. Đấy, thì giới thiệu các bác cũng giới thiệu rồi, giá cũng đọc rồi. Có sao chia sẻ vậy. Chức năng hoạt động ổn định bình thường. Các bác nhận hàng kiểm tra test thử không đạt trả lại hàng. Ok không ạ? Nha. Các bác nhận hàng các bác cứ test thử thoải mái cho em. Nếu mà các bác bảo là cái này không được, cái kia không được, hoặc các bác liên hệ với em không được, thì các bác cứ giả lại hàng bình thường, không cần cọc, nói nhanh không cần cọc nha. Những cái hàng nó to như cục đẩy cơ, hay là vỏ thùng loa cơ, hay là cụ bát này, các bác lấy thì cọc cho em trước. Đấy, còn là cái phí đảm bảo là các bác lấy hay là được. Còn những cái hàng này thì em nói luôn này, không cần các bác cọc, các bác nghe thử, các bác ưng các bác lấy, còn các bác không ưng các bác giả lại. Nghiêm cấm anh em nào mà thợ hay là các bác nào mà có hành vi là trao đổi hàng hóa thì em sẽ cho các bác đến cùng luôn. Nếu như các bác có hành vi là muốn trao đổi hàng hóa, ví dụ gian lận thương mại, thì em sẽ theo các bác đến tận cùng luôn, nhà các bác tận đâu em tìm tận nơi luôn, được luôn, không việc gì phải sợ cả. Còn nếu mà những bác nào mà đã yên tâm sử dụng rồi thì các bác cũng thường biết rồi, kinh em bán hàng thật nhất nhì nhì tôn luôn. Có sao nói vậy, không lươn khươn, không lằng nhằng, không linh tinh, không thần điêu đại hiệp. Đấy, dìm hàng một cách không thương tiếc như con này này. Đấy. Và như các dòng sản phẩm khác mà của một số đơn vị khác đã giới thiệu nhiều cấp bên em không đạt tiêu chuẩn, em dìm hàng không thương tiếc, mặc dù hàng đó vẫn còn. Đấy, đã nghĩa là bán hết rồi xong bây giờ dìm, nhưng em dìm luôn, em không cần bán. Ok không ạ? Đấy, bán hàng nó khách quan để các bác yên tâm nhá. Ok, xin kính chào toàn thể các bác.
Hẹn các bác trong clip lần sau.